Tiếp theo chúng ta sẽ làm chức năng add thêm một cái nhóm mới vào trong database. Vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải gắn một cái link ở đây. Chúng ta sẽ gắn link vào cái nút của chúng ta. Và lúc này khi chúng ta nhấn vào nút thì nó sẽ nhảy qua Add Action. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một số phần. Đó là đầu tiên chúng ta gắn link vào nút của chúng ta. Lúc này để gắn link vào nút thì chúng ta sẽ đến cái phần toolbar. Trong phần toolbar này, bắt đầu chúng ta sẽ gắn link vào nút Add của chúng ta. Đây là nút Add New và chúng ta cần một cái link để cho nó đến đúng nơi. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ viết cái phần này ở phía trên. Và link bằng, lúc này chúng ta vẫn cần sử dụng đến base URL. Đường dẫn của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là đường dẫn của chúng ta nếu chúng ta xem ở đây chính là default group, admin group và thêm giá trị S phía sau. Vậy thì đây có phải chính là đường dẫn của controller chúng ta mà chúng ta đã truyền nó ra ngoài. Bạn sẽ thấy đó là chính là current controller. Current controller của chúng ta đã được truyền ra ngoài qua phần này. Vậy thì chúng ta có thể lấy giá trị này và gán vào trong phần toolbar. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào đây chính là giá trị đích cho đến current controller. Và chúng ta sẽ gán thêm một phần nữa đó là đến action nào. Vậy chúng ta sẽ đến action add. Và chúng ta sẽ đưa cái biến này vào trong cái phần nút add new của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy thử refresh lại và nhấn thử. Sau đó chúng ta nhấn vào nút Add New. Các bạn đã thấy chúng ta đến được đúng nơi mà chúng ta muốn. Chúng ta sẽ tạo ra một cái phần đó chính là Add Action trong cái controller của chúng ta. Sau khi có Add Action thì chúng ta cũng cần tạo ra một phần view cho nó. Vậy chúng ta sẽ đưa vào đây là add.html. Và chúng ta sẽ copy nội dung bên phần này vào. Nhưng chúng ta sẽ xóa đi một số phần không cần thiết. Đó chính là cái bảng mà chúng ta hiển thị. Vậy chúng ta sẽ xóa đi cái phần bảng này. Bây giờ chúng ta hãy thử nhấn vào để xem thế nào. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đến được nơi nhưng vì chúng ta không hiện được cái phần này, cái phần title của cái action này. Lúc này chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng lại giống phần index action, đó là copy hai dòng này xuống. Và lúc này chúng ta sửa lại ở đây là add new. Sau đó chúng ta thử refresh lại để xem chúng ta có hay chưa. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đã có phần Add New. Nhưng lúc này các nút nhấn không còn phù hợp với cái chức năng Add New này nữa. Mà nó chỉ, trong phần Add New của chúng ta chỉ cần một nút gọi là Sell và một nút được gọi là Cancel. Chứ không cần tới Active, Inactive, Add. Vậy thì lúc này các bạn đã thấy rằng
cái toolbar của chúng ta cần phải thay đổi. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ trở về phần này và chúng ta copy tập tin index.html và chúng ta chuyển sửa tên nó thành s.php. Vậy thì nếu các bạn sử dụng cái tập tin s.php toolbar này cho cái phần s của chúng ta thì chúng ta cần phải sửa lại cái đường dẫn. Thì các bạn thấy ở đây chính là cái toolbar của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ sửa lại là s.php. Lúc này chúng ta sẽ vào trong để sửa lại nội dung của nó. Nội dung của nó bây giờ có quá nhiều nút nhưng chúng ta không cần thiết. Chúng ta chỉ cần hai nút, đó là cell item và một nút nữa đó là cancel, có nghĩa là hủy bỏ nhiệm vụ. Vậy còn các nút khác chúng ta sẽ xóa bỏ nó đi. Bây giờ chúng ta hãy thử refresh lại giao diện của chúng ta xem toolbar của chúng ta đúng hay chưa. Vậy các bạn đã thấy chúng ta còn hai giá trị là sell item và cancel. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái hình sao cho phù hợp với hai chức năng này. Vậy thì chúng ta sẽ đến template của chúng ta để xem có hình phù hợp hay không. Chúng ta sẽ vào phần toolbar. Lúc này có một cái icon được gọi là cell, vậy chúng ta sẽ thay đổi cái giá trị ở vào đây là cell. Và chúng ta cũng có một cái icon cho phần cancel. Thì chúng ta kiếm xem. Đây là icon cancel. Vậy chúng ta sẽ đưa vào đây là cancel. Và chúng ta hãy refresh lại. Vậy chúng ta đã được hai cái phần sell và cancel. Lúc này chúng ta đã thực hiện xong toolbar. Bây giờ chúng ta sẽ gắn link cho nó. Link của chúng ta cancel thì chủ yếu là chúng ta quay trở về cái trang hiển thị chính của chúng ta, có nghĩa là chúng ta quay về trang này, đường dẫn này. Vậy thì chúng ta chỉ cần đưa vào index action. Lúc này chúng ta sửa lại là link cancel. Thì chúng ta sẽ quay trở về index action. Lúc này chúng ta sẽ gắn link cancel này vào cho cái link của cái hình cancel chúng ta. Sau đó chúng ta hãy refresh lại và nhấn thử. Vì chúng ta nhấn vào new. Sau khi nhấn vào new chúng ta không muốn thêm nữa thì chúng ta nhấn cancel. Vậy thì các bạn đã thấy chúng ta quay trở về. Bây giờ còn một phần kế tiếp. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái form ở đây để chúng ta nhập liệu. Vậy thì lúc này chúng ta phải tạo form như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần template. Thì trong phần template hiện thời chúng ta có một cái form. Đó chính là form main. Lúc này nếu các bạn chú ý ở phần này thì chúng ta sẽ thấy một cái form. Các bạn nhìn thấy ở đây có những cái phần như là row. Thì đây là chính là một dòng trên cái form của chúng ta. Vậy chúng ta chỉ cần copy một cái dòng này. Sau đó chúng ta đưa vào trong cái phần view của phần add action. Và chúng ta sẽ đưa vào trong cái giá trị này của chúng ta. Vì chúng ta sẽ chỉnh lại một chút để cho nó phù hợp với cái giao diện bây giờ. Thì phần này nó gồm có hai phần, thứ nhất là nhãn, thứ hai là phần input.
Vậy là chúng ta đã có một dòng, đi chúng ta xem lại coi còn thiếu cái gì nữa hay không. Vậy là chúng ta đã thiếu một phần nữa là chúng ta cần lia nó đi, vì lúc này thuộc tính có loát lép, loát try nên nó có thể gây ra lỗi. Chúng ta sẽ đưa vào phía dưới dòng này một phần gọi là lia. Lúc này lát lát này có giá trị là lia bot. Bây chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem thử cái phòng của chúng ta. Và các bạn đã thấy nhưng lúc này nó không hiện giao diện đúng như chúng ta mong muốn. Vậy chúng ta xem có thể là chúng ta thiếu một cái phần nào đó. Lúc này muốn hiển thị đúng thì chúng ta sẽ cần một hai cái thẻ deep nữa. Vậy tôi sẽ copy nó qua. Phần này nó thiên về HTML nên tôi không có nói nhiều đến phần này nữa. Các bạn sẽ phải tự nghiên cứu nó một chút. Hôm nay chúng ta sẽ có hai thẻ deep. Hai thẻ deep này sẽ ôm lấy tất cả những cái phần từ row của chúng ta. Vậy chúng ta cần ở đây là đóng nó lại. Và thẻ deep cuối cùng này chúng ta, thẻ deep layer này chúng ta cũng cần đóng nó lại. Vậy bây giờ chúng ta hãy refresh lại thử xem có gì thay đổi hay không. Và các bạn đã thấy chúng ta đã có một cái phần, một cái ô test của chúng ta. Nhưng hình như ở dưới của chúng ta nó đang có vấn đề. Hình như nó bị bể form. Vậy chúng ta xem có lẽ chúng ta đang thiếu thẻ. Chúng ta dư một thẻ này. Chúng ta delete nó đi để chúng ta xem. Vậy là chúng ta đã hiển thị được và đây là giá trị code. Chúng ta có các bạn chỉ cần chú ý đến hai phần này như sau. Detail này chính là cái phần hiển thị phía trên này của chúng ta. Còn cái phần raw set này là gì? Cái ô hình vuông này xung quanh. Và đây là cái phần row của chúng ta, các bạn sẽ xem phần từ. Thì row của chúng ta là một dòng. Trên một dòng chúng ta sẽ có hai phần. Thứ nhất là nhãn và thứ hai là cái phần input. Sau đó chúng ta sẽ lia nó đi để tránh cái trường hợp nó cái hình nó bị có nghĩa nó bị lệch lên lệch xuống. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ sửa lại. Vậy lúc này chúng ta cần có bao nhiêu trường? Đầu tiên chúng ta sẽ nhập phần root name của chúng ta. Vậy phần này chúng ta sẽ đưa vào là root name. Chúng ta sẽ sửa lại ở đây thì các bạn sẽ thấy nó đơn giản là những phần ở giữa này thôi. Đây là dòng thứ nhất của chúng ta. Vậy ở đây tôi sẽ đưa giá trị là group name. Group name này là một ô test box. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cái gen view helper của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết ở phía trên này. Thì lúc này chúng ta sẽ có giá trị như sau. Chúng ta sẽ đặt tên là group name. Value của chúng ta sẽ để rộng. Và lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái lớp của chúng ta đã có sẵn trong CSS. Đó là sau đó, sau khi có cái giá trị này thì chúng ta sẽ gắn vào để thay thế ở đây. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Vậy các bạn đã thấy chúng ta có một phần là group name. Tiếp theo của chúng ta
sẽ cần nhập là kiều thì chúng ta bỏ qua avatar. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra một dòng nữa. Chúng ta chỉ cần copy phần này xuống để tạo ra một dòng. Và chúng ta sẽ thay đổi giá trị của nhãn là avatar. Tiếp theo của chúng ta sẽ cần tạo ra một biến có tên là avatar. Biến này sẽ chứa những cái, nó sẽ là một cái ô file để chúng ta có thể nhập dữ liệu vào, upload hình lên. Vậy chúng ta sẽ sử dụng là phần form file. Chúng ta đặt tên cho nó là avatar. Và chúng ta có thể đưa thuộc tính vào cho nó, ví dụ như là type. Chúng ta cho nó dài ra một chút, thì chúng ta có thể để là width 250px. Và chúng ta gán nó xuống dưới này. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy refresh lại. Vậy chúng ta đã có một cái ô để upload file. Tiếp theo của chúng ta sẽ là ranking. Cũng tương tự, ranking cũng sẽ tương tự như avatar. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào đây là biến là ranking. Và ở đây name là cũng là ranking. Sau đó chúng ta copy một dòng xuống. Và chúng ta đặt tên cho cái nhãn của nó. Lúc này chúng ta gán biến ranking vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ xem phần group ACB. Group ACB ở đây chỉ có hai giá trị là 0 và 1. Có nghĩa là được truy cập vào admin hay là không được truy cập vào admin. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng radio. Group ACB sẽ bằng form radio. Và chúng ta cũng đặt tên là group ACB. Giá trị thì chúng ta sẽ chưa biết nó là gì hết. Thì chúng ta chỉ có giá trị 0 và 1. Vậy mặc định chúng ta hãy để giá trị 0 thử xem. Phần thứ hai là thuộc tính. Thì thuộc tính chúng ta chưa dùng thì chúng ta sẽ là để là null. Với mảng option của chúng ta sẽ có hai giá trị như sau. Option sẽ là một mảng. Và mảng này sẽ có đem hai giá trị. Một là giá trị là no tương ứng với phần từ 0 và giá trị z tương ứng với phần từ 1. Vậy thì chúng ta đã có group ACB. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra một dòng để hiển thị cái phần nhóm này của chúng ta. Đây chúng ta sẽ đặt tên là admin control banner. Chúng ta có cho họ truy cập hay không? Vậy chúng ta sẽ đưa vào hai giá trị là chúng ta đưa vào giá trị group ACB. Vì chúng ta hãy refresh lại. Lúc này các bạn đã nhìn thấy group ACB của chúng ta xuất hiện. Và nếu các bạn chọn là giá trị là no thì nó tương ứng với value 0. Nếu chọn Z thì nó tương ứng với giá